kính chào quý vị. chúng tôi là võ thành nhân và hôm nay là ngày thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2019. Đến với chương trình bản tin Hoa Thành Đốn ngày hôm nay thì chúng tôi có hai phần. Phần đầu là cuộc tiếp xúc đặc biệt của chúng tôi với ông Nguyễn Văn Toàn đến từ Houston. Ông Toàn từng là cộng tác viên của bản tin Hoa Thành Đốn trong các chương trình thể thao, các chương trình tìm hiểu về các nhân vật lịch sử và hôm nay thì ông toàn đến vùng Hoa Thành Đốn để mà có cơ hội để mà gặp lại người thân và gia đình và chúng tôi cũng có cơ hội để mà tiếp xúc với ông để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề cộng sản đã nổi dáng như thế nào trong thời đại nhất đại nhị cộng hòa và những làm những cách nào để mà chúng ta có thể tìm để biết được kẻ thù của chúng ta ở đâu chúng tôi cũng được biết rằng có rất là nhiều kẻ thù của chúng ta những người cộng sản nằm dùng cũng đang lẫn lộn sống ở hải ngoại đó là lý do tại sao mà chúng tôi có cuộc tiếp xúc đặc biệt của chúng tôi và ông Nguyễn Văn Toàn. Và trong phần 2 thì chúng tôi xin gửi đến quý vị bản bài phỏng vấn đặc biệt của anh Nguyễn Thành Công với lại ông Trương Công Hiếu, một trong những người một trong những tiến sĩ đã giúp rất là nhiều cho cái kỹ nghệ mà gọi là đúc tiền của tại Canada. Và sau đây để mở đầu chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc của chúng tôi và ông Nguyễn Văn Toàn. Trước hết xin được kính chào ông Nguyễn Văn Toàn và vâng à, chúng tôi cũng uh, xin chào anh nhân yeah. yeah. à, khi mà chúng ta nói cộng đồng của người việt ở hải ngoại á, mỗi ngày thì cũng lớn mạnh nhưng mà bên cạnh cái sự lớn mạnh đó á, có cái sự thâm nhập của cộng sản việt nam do đó nên trở thành một cái mối quan ngại cho cái thế hệ thứ hai thứ ba của con em chúng ta để mà trở về cái giai đoạn lịch sử đó thì trong lúc mà đất nước của mình á, trước khi mà chúng ta bước vào đệ, đệ nhất và đệ nhị cộng hòa đó thì cái sự thâm nhập cộng sản thật sự nó đã có rồi à, ông có thể giải thích thêm một số những nhận định của ông về cái cái giai đoạn lịch sử đó và thưa ông. Vâng, à, thưa anh Nhân và à, thưa quý vị, à, đường à, xem đài, à, chúng tôi không có cái tham vọng mà đã là một cái diễn giả để mà nói tất cả những cái gì về lịch trong quá trình lịch sử nhưng mà trả lời câu hỏi của anh Nhân á thì chúng ta không lấy gì làm lạ là năm 1954 khi có phong trào di cư từ bắc vào nam cả triệu người đi thì lúc bây giờ đó đảng cộng sản đã cộng sản việt nam đã có chuẩn bị và hình thành tất cả những cái cuộc mà xâm nhập vào miền nam họ đã chuẩn bị từ trước và họ thi hành ngay vào trong trong cái dịp mà di cư thì như quý vị cũng đã từng biết chúng tôi thì sống trong Nam Nhưng mà quý vị đã từ ngoài Bắc vào trong này Trong cái luồng sống, trong cái chiến dịch di cư năm 1954 Thì lúc bây giờ tại ngoài Bắc theo chúng tôi được biết Thì nó là đưa trộn rộn Có một số người dự định ra đi Có một số người thì ngần ngừ ở lại Nhưng mà giờ chót thì vẫn ra đi thì uh, trong cái cuộc uh, di, di cư lớn như vậy thì thế nào cũng có những sự xáo trộn từ trong gia đình ra tới xã hội và công ăn việc làm sinh hoạt xã hội nói chung. Có một số người thì giờ chót thấy rằng mình không ở lại miền Bắc với cộng sản được thì lúc đó thì mới ra, ra đi. Thì việc cộng trong cái dịp này đã lợi dụng luồng sóng di cư để cài người vào. Thì chúng tôi đơn cử một cái chuyện mà tất cả quý vị đều đã biết từ lâu rồi. Và những cán bộ đó về sau là những cán bộ nồng cốt xâm nhập vào miền Nam và ở ngay trong chiếc đạo luật. Ý chúng tôi muốn nói tới Vũ Ngọc Nhà chẳng hạn. Mà Vũ Ngọc Nhà thì Cộng sản nó tinh vi lắm. Nó cấy người từ trong những cái tôn giáo để mà xuất phát ra Gây được nhiều lòng tin tưởng Và lại là cái sự Cái người của nó là Vũ Ngọc Nhã sinh hoạt Bám trụ vào giám mục Lê Hữu Từ Mà cái khu đó thì tất cả người miền Bắc đều biết là khu Gọi là khu tự trị Hay là cái vùng tự vệ Của các giáo dân bùi chu phát diệm thì cái đó nó, nó tiêu biểu lên một cái, cái nói lên một cái cách hùng hồn là cái đơn vị này là đơn vị chống cọc tuyệt thành đối thành trì chống cọc yeah. đúng rồi à, cảm ơn nhận nhắc cái câu đó đúng như vậy do đó khi mà vũ ngọc dạ theo luồng sống này vào thì trong miền nam này nếu mà khi mà nhìn tới vũ ngọc dạ thì tin tưởng vô cùng vì đây là một cái thành phần chống cộng nồng cốt từ ngoài bắc vào đây rồi chẳng hạn như là những cái viên chức công chức thậm chí như trong ngành cảnh sát của chúng tôi cũng thế có những người vào giờ chót mới lại định ra đi thì cái khi trộn rộn đó thì họ bỏ việc họ thôi việc ngang đi họ không có xin làm đơn từ dịch hay gì hết đó. nhưng mà khi vào trong nam rồi đó, họ lại muốn gia nhập lại cảnh sát thì đương nhiên cảnh sát coi như là những người đó đã đào ngũ thì không nhận thì tiếp theo những cái đó là có những cái sự bất mãn đây là tôi nói một vấn đề rất cụ thể là trong hàng chủ chúng tôi có những người như vậy rồi cộng sản nó nó xâm nhập vào những người đó ngay nó kết nạp liền lập tức là bởi vì thành phần bất mãn đó. Đó là những cái việc 54 còn các cái xí nghiệp thì quý vị cũng biết rồi. Vì cậu Lu luôn luôn là chủ trương giới công nông. Thì trong các cái xí nghiệp mà di chuyển vào trong Nam đó thì công nhân này kia nọ thì biết bao nhiêu cán bộ cộng sản rồi. Nói tóm, nói chung lại thì họ đã lồng người ngay từ năm 1954. À. Như vậy là khi mà vào được vào Nam rồi đó thì ở trong Nam đó họ bắt đầu có những cái cơ sở của cái người cộng sản bắt đầu được sự hình thành mình gọi là những thành phần nội gián ở bên trong của cái, cái chính phủ Việt Nam Cộng hòa thì tiêu biểu bên cạnh thành phần nội gián đó như vậy đó thì ông còn thấy rằng là có những cái nhân vật nào mà đáng để ý mà để mà chúng ta có thể có những cái bài học để mà chúng ta có, có những cái kinh nghiệm cho con em của chúng ta không vậy thưa ông? Vâng, thì chúng tôi cũng quý vị cũng biết là chính phủ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta tiếp nhận được uh, lại tất cả chính quyền này kia nọ từ Pháp mà ra. Thì năm 55 thời thời kỳ Pháp chuyển tiếp cho 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 Việt Nam Cộng hòa. Thì chúng ta đã gặp những cái chuyện khó khăn là tôn giáo đảng phái, nhiều đảng phái thì chúng tôi cũng muốn nói là lúc đó đó thì cộng sản đã gài người vào đó rồi còn nếu mà nói là nội gián thì chúng tôi cũng thưa với quý vị không nói ra nhưng mà chúng tôi chỉ đề cập lại tất cả những cái cán bộ nồng cốt mà đã nằm trong cái chính phủ của chúng ta thì quý vị cũng đã thừa biết nhưng mà nhân đây thì trả lời câu hỏi của anh võ thành nhân thì chúng tôi cũng nêu ra danh tránh số cán bộ mà được gài trong chính phủ của chúng ta thì như vũ ngọc nhạ nằm ngay trong chinh độc lập huỳnh văn trọng cũng thế rồi như phạm ngọc thảo cũng dựa vào tôn giáo dựa vào cái sự tiến cảnh của giám mục ngô đình thục rồi được cử nhiệm làm tỉnh trưởng ở bến tre thật là lâu mà duy trì được là tại sao lúc bây giờ phạm ngọc thảo ở bến tre chúng tôi cũng nói ngoài lề một chút thì tình hình ở bến tre rất là yên ổn là bởi vì có một cái sự giao ước giữa cộng sản và phạm ngọc thảo vì phạm ngọc thảo là cán bộ nông cốt duy trì vậy để gây uy tín như thành phần trong trong uh, hạ viện dân, thì biểu. dân biểu thành phần dân biểu dân cử này kia nọ thì có trần ngọc Châu, chẳng hạn vậy còn về phương diện truyền thông báo chí yeah. thì có phạm xuân ẩn dạ yeah, tôi đó là giữ ừ. dằn lắm yeah. lý quý trung dạ <laughs> à, yeah. yeah. rồi uh, ngoài ra thì quý vị cũng đã biết phạm xuân ẩn là một cái người được mỹ cũng đào tạo là làm cho cơ quan thông tin của hoa kỳ upi yeah. Yeah. rất là lâu rồi chúng ta có những người luật sư như là nguyễn phước đại à, luật sư trương Định du à, nguyễn hữu thọ bên dân biểu nữa chúng tôi cũng kể luôn là kiều mộng thu rồi à, về sinh viên thanh niên thì có huỳnh tấn mẫn huỳnh tấn mẫn dạ yeah. yeah rồi uh, trong đó thì chúng tôi phải kể là cán bộ nội thành của các cái viện đại học thì lúc đó có cả Nguy, nguyễn minh triết là vì chúng tôi biết rõ nguyễn minh triết là trong ngành cảnh sát chúng tôi đã từng sưu tra ra nguyễn Bình triết nguyễn Bình triết đã lẫn lộn vào cái ngành của chúng tôi với tính cách là vào nhập vào học viện cảnh sát quốc gia khóa một nhưng mà sau khi chúng tôi sưu tra và được biết y là những cán bộ của sinh viên học sinh của viện, viện đại học sài gòn yeah. à. là lúc đó thì chúng tôi đã phát giác ra ngay vấn đề đó ngay lập tức thì chúng tôi vừa mới đi qua cái một số vấn đề thì trong về đây là trên lĩnh vực có một tính cách quân báo một chút thì chúng tôi lại có Nguyễn Trưởng tướng Nguyễn Hữu Hạnh Đại tá Đinh Văn Đệ tỉnh trưởng Đà Lạt Tuyên Đức thì đó là những cái thành phần nó thuộc về lĩnh vực quân báo yeah. rồi thành phần trí thức bất mãn mà để mà ra đi rồi uh, thoát ly ra ra, ra, ra khu để lập mặt trận giải phóng năm 1960 thì phải nói là Nguyễn Hữu Thọ rồi à, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa à, ông Trương Dư Tảng yeah. rồi cộng thêm cái nhóm cựu kháng chiến miền Nam như là Võ Văn Kiệt Phạm Hùng là chúng tôi cũng bao gồm luôn có Bảy viễn tức là Lê Văn Viễn hay là ba nhỏ của nhóm Bình Xuyên về sau này họ ra họ gặp với nhau thì họ kết nạp gọi là nhóm kháng chiến yeah. sau này nó mới là thối thân là cộng sản là mặt trận giải bác... những bác... người này là được kết nạp bảy viễn chẳng hạn ba nhỏ là được kết nạp bởi phạm hùng và võ văn kiệt khi bị giam ở côn đảo ngày nay gọi là côn sơn xin được cảm ơn ông kính chào chúng ta là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi được trở lại với là ông Nguyễn Văn Toàn. À, trong chương trình này chúng tôi sẽ tiếp xúc với là ông Nguyễn Văn Toàn để tìm hiểu về cộng sản đã làm như thế nào mà họ đã tìm được hạt mầm đầu tiên khi mà sinh viên đi du học hoặc là những cái buổi ban đầu của cộng đồng người Việt tị nạn ở tại hải ngoại, họ đã có những cái sinh hoạt mà chúng ta khó mà biết được và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, một lần nữa xin được cảm ơn ông Toàn dạ. dạ vâng. À, kính chào anh à, dạ. kính chào quý vị đang xem lại. À, khi mà chúng ta nói à, sinh viên du học là một con mồi ngon của cộng sản Việt Nam, ông có thể giải thích thêm lúc mà à, từ ở bên Âu Châu những cái lúc mà đi du học ở Pháp ở thụy sĩ hay là các quốc gia ở bên đó vậy không? Dạ vâng, à, thưa anh em và thưa quý vị, à, chúng tôi lại lùi về quá quá khứ, thì những cái năm mà chúng ta có thời Việt Nam cộng hòa thì chúng ta có một số đi du học tại Pháp chúng tôi đơn cử một cách cụ thể là chúng tôi có một số bạn bè vào cái lớp tuổi của chúng tôi vào sinh vào năm 1930 31 và 32 khi đi du học sang bên Pháp khoảng năm 1952 thì những người này vào ở vào những cái lứa tuổi là 21 20 21 22 23 vừa đặt chân đến pháp thôi còn đưa ngỡ ngàng còn đưa gặp nhiều khó khăn và xa lạ với một cái quê hương khác thì ngay lúc đó liền có những cái cán bộ của cộng sản đã tiếp xúc ngay lập tức để mà giúp đỡ kiếm được mọi cách để mà giúp, giúp đỡ mọi người nhưng mà lúc đó họ ngụy danh là phong trào đại đoàn kết đến giúp đỡ mọi nhu cầu cần. một cái danh sinh rất là tốt đẹp dạ vâng thì nghe qua mà nhất là khi mà còn đương mở ngỡ như vậy còn cần nhiều sự hướng dẫn thì rất là mong mỏi là mình được cái sự giúp đỡ của họ thì họ mới giúp đỡ bằng mọi nhu cầu cần thiết rồi cũng từ đó đó vô hình chung mình trở thành những cán bộ của cộng sản Thậm chí năm 1969-70 thì tại Hoa Kỳ này thôi một nhóm sinh viên học sinh đến Mỹ du học ngắn hạn cũng như dài hạn thì, thì gặp ngay một cái phong trào đó, lúc bây giờ nó gọi là người Việt yêu nước. Họ đến ngay, họ cũng tiếp xúc, họ hướng dẫn hay là có một số lúc bây giờ chúng ta được gửi đi để quan sát hay là học hành gì đó thì cũng được một số người này mà số người này là ai họ là những cái người mà những phu nhân đã lập gia đình với lại những người mỹ ở tại hoa kỳ này quá hay dạ thì họ đến thì thấy cái tình đồng hương chứ không có nghĩ cái gì là một cái đoàn thể của cộng sản cả thì à, cái nhóm người việt yêu nước đó thì là nồng cốt là những phụ nữ hôn nhân cùng na nam giới ở hoa kỳ đã, đa số là như vậy Rồi chúng tôi cũng muốn nêu ra một cái chuyện cụ thể Là cơ sở đó có Mà minh chứng cho nó rõ ràng Thì năm 1976-77 Khi mà chúng tôi đến, đến cư ở đây Thì chúng tôi thấy là công an liên bang Hoa Kỳ là, Tức là FBI, FBI yeah. và, Đã phá vỡ một cái cơ sở nội gián của Việt Cộng Nằm ngay tại thủ đô này. Nằm ngay thủ đô Hoa Tình Đố ở Washington vâng, DC. Vâng, yeah. đúng rồi. Là vì lúc đó đó, những cái hộp thơ liên lạc của họ, họ đặt ở trên đường Wisconsin. Dạ, yeah, ngay DC. Nghĩa là North, North West DC. Yeah. Rồi á, họ có những hộp thơ của vùng Virginia, thì họ lại đặt ở Landmark. Ở ngay cái thùng thơ, ngay cái tiệm Sears và cái cơ sở này á, về phía Việt Nam á, cơ sở trưởng coi như là Trương Đình Hùng à, thứ nam của ông luật sư Trương Đình Dung mà chúng tôi có đề cập vào ngày hôm qua yeah. trong cái nhóm mà của của uh, Nam vùng ở Việt Nam yeah. Yeah. nhưng mà sau đó tổ chức đó bị bắt yeah, vâng thì sau đó thì họ bị uh, Họ theo dõi rất là lâu rồi. Thì trong đó có những người cán sự của, cán sự xã hội nữa. Cán sự xã dạ. hội là mấy người lo gì welfare, lo dạ, giúp, vâng. giúp với người, người tị nạn của mình. Dạ. Đó, cũng bị bắt thì, luôn. Dạ vâng, thì trong cái tổ chức này là nó như vậy. Thành ra họ đã bắt và đường dây của nó kéo dài sang tới Nam Cali. Dạ, dạ. dạ kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi sẽ tiếp tục trong phần hai của ngay trong ngày hôm nay để mà chúng ta biết được thêm là khi mà cộng sản thâm nhập thì thâm nhập như thế nào khi mà chúng ta đang tị nạn ở đây thì những cái đợt di cư những cái đợt mà chương trình ho hoặc là những cái chương trình mà làm ăn thương mại mà người hoa kỳ cho phép người việt nam đến định cư để mà làm ăn thì cộng sản đã tìm cách thâm nhập một cách tinh vi như thế nào thì chúng tôi xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong phần hai chúng tôi xin được cảm ơn quý vị để tiếp tục trong phần 2 của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có những câu hỏi để mà được đặt ra do khi mà chúng tôi soạn cái chương trình này đó thì nhiều bạn bè của chúng tôi đặt vấn đề là làm thế nào mà có những người cộng sản mà họ đã là cộng sản hoặc là họ đã nội gián từ trước năm 1975 rồi nhưng mà sau năm 1975 họ đi qua đây mà họ cũng chưa ra mặt hoặc là mình chưa có bắt được họ nữa thì cái vấn đề tinh vi như vậy đó thì nó qua những cái căn bản như thế nào mà cộng sản đã luồn lách để mà gửi người qua thì sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi và ông toàn để nhằm tìm hiểu thêm những cái cách mà cộng sản thâm nhập trong cái cộng đồng của chúng ta à, kính thưa ông khi mà chúng ta nói những cái phương cách để mà cộng sản thâm nhập thâm nhập một cách âm thầm hoặc là một cách rất là mở rộng giống như có những cái đợt di cư như vậy đó thì vô tình những cái những cái hình thức đó như thế nào vậy thưa ông và dạ, nói về phương pháp và hình thức xâm nhập vào cộng đồng tị nạn của chúng ta ở Mỹ nói riêng và ở các quốc gia mà có người Việt uh, uh, quốc gia của chúng ta định cư đó đi tị nạn đó vậy? Dạ vâng. Thì sự thực ra à, quý vị cũng đã nghe rất nhiều nhưng mà chúng tôi đây chỉ có dẫn chứng một vài vấn đề thật là cụ thể thì ngay từ năm 1978 đó và thời kỳ mà có vượt biên bằng đường bộ rồi thuyền nhân thì cộng sản đã tìm đủ mọi cách để gài người rồi, rồi quý vị cũng đã biết có những cái cuộc gọi là à, à, gọi là thuyền nhân mà bán chính thức và đi bán đi bán chính, đi bán chính thức do cộng sản yeah, là mà nó đa số đi. là là sang Canada thì lúc bây giờ họ đã lòng người rồi họ đã có những cán bộ rồi thậm chí là quý vị cũng nghe là đã trả tiền cho công an rồi công an đưa ra tới hải phận quốc tế thì thử hỏi trên cái đoàn đó thì biết bao nhiêu là là người người, người cộng sản và chính những người đó là thu tiền và chi ra rồi mới là sang bên này khuếch trương buôn bán đã có rồi rồi đến khi mà có chúng ta có những nhất là cái chiến dịch mà odp tức là đoàn tụ chúng ta thường gọi là đoàn tụ mỹ gọi là odp đoàn tụ gia đình nhà. thì chúng tôi được biết rõ ràng lắm là họ cũng mua diện hay là họ thương lượng có những người không đi nhưng mà bán lại cái diện giống như con lai vậy đó và giống như gia đình con lai vậy đó. y chang vấn đề gia đình con lai nữa là vì chúng tôi cũng biết được một vài gia đình ở bên philadelphia bây giờ chúng tôi có lui tới và chúng tôi muốn tìm hiểu thành ra chúng tôi có tiếp xúc thì họ mua con lái rồi chẳng hạn giờ chúng tôi nghe ngóng ngay ở virginia này cũng thế cũng có những trường hợp đó thì họ mua diện để họ đi mà thôi rồi sang bên này thì đường ai nấy đi trẻ con lai đó thì đi chỗ khác rồi gia đình này thì lập nghiệp. Đó, đó là một cái chuyện. Rồi đến cái chiến chiến dịch HO thì tôi đã tiếp xúc ngay như cái thành phần của trong cái sinh hoạt đoàn thể của tôi. Bên cảnh sát quốc gia. và dạ, bên cảnh sát quốc gia. Thì chúng tôi cũng bắt gặp có những người chúng tôi đến thăm bởi vì chúng tôi có những cái cuộc đến đến tham viếng anh em của chiến hữu trong cùng một ngành thì được hỏi thường thường là chúng tôi thường chất vấn là anh từ khóa nào anh ở đâu ra anh là đơn vị cuối cùng anh ở đâu thì đương sự nói sai và đương sự đi dưới một cái chứng minh căn cước là cái 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 cái, cái cái hồ sơ của Và một người Hồ sơ của một người mà làm việc ngay Tại cái bộ duy của chúng tôi Có thể người đó đã bị mất ở trong trại cá tạo Dạ gì? người đó không mất Mà về sau là coi như người đó cũng đến Nhưng mà người đó đến định cư Ở Arizona Thì bây giờ thì anh ta đã Qua đời rồi Nghĩa là tên tuổi hoàn toàn đúng Chẳng hạn như vậy Tên là Lê Văn Điều sinh quán ở tại Ninh Thuận Rồi làm việc ở Đắk Lắk. Nhưng mà quả thật là khi chúng tôi đến thăm là không phải Lê Văn Điều đó. Ông Toàn làm việc ở Đắk Lắk mà. Dạ, dạ, nhớ dạ, ông. Dạ, ừ. chúng tôi làm việc ở Đắk Lắk 10 năm. Ừ. Dạ. Thành ra đó là chúng tôi dẫn chứng một cách cụ thể. Đáng lý ra chúng tôi không nói ra như vậy. Nhưng mà chúng tôi dẫn chứng là trong hàng ngũ HO thì bị họ vẫn có trà trộn. Chưa kể là những cái A22 cục tình báo, cục báo yeah. họ biết những cái nhân vật mà làm việc chẳng hạn như trưởng phòng 2, họ đem vào để họ muốn kết nối và họ muốn là để móc nối khi ra hải ngoại làm việc cho họ và đây là cũng là những người thân của chúng tôi cho biết à, quý vị sẽ có câu hỏi với chúng tôi là tại sao mình lại biết được là những cái việc này thì chúng tôi đã đưa những cái cụ thể là chúng tôi tiếp xúc với là những cá nhân đó đã kể lại cho chúng tôi nghe nhưng mà cái chuyện mà họ lồng người đó là vì hai cái cơ quan công an bộ công an của cộng sản và di trú của cộng sản họ luôn luôn là họ kết chặt với nhau. Họ, làm việc, nhịp nhàng họ làm việc nhịp nhàng để mà họ thăm dò những thành phần nào xuất cảnh đi ra nước ngoài có thể tin cậy và giao được những cái trách vụ hay là làm những việc nói tóm lại họ rất là tinh vi trong vấn đề đó. Thì nó như vậy chúng ta thấy hiển nhiên nhiều lắm. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nghe là họ sang đây để đầu tư, họ mua những chợ, họ mua những nhà hàng họ mua những nhà cửa thật là lớn lao ở bên California thì chúng tôi cũng muốn nói như đến, đến quý vị rồi cái việc này nó cũng có từ lâu lắm rồi đầu tiên hết là chúng ta phải nói lui lại chừng khoảng 10 năm trước yeah. như là thứ nữ của ông đại tướng võ nguyên giáp chị nga vâng và cô tên là cô nga rồi cô cũng lập một cái chuyện mà ở bên này gọi là làm một cái hãng điện tử nhỏ cũng như là làm subcontract, làm cái cái hợp đồng, yeah. Yeah. Đấy. rồi thì sau này á thì cái này là rầm rộ lắm là quý vị cũng thấy là như tôi ở cái địa phương tôi ở họ mua cả một cái nhà hàng rồi họ từ từ ở đó. Houston ý ý ông còn dạ, vâng, ở Houston yeah. rồi họ mua cả một cái nhà hàng như vậy họ lần lượt họ đem đi, đi sang được tới 31 người rồi sau đó không có lâu họ, họ đưa cái nhà hàng đó họ bán lại cho một cái cái, cái cái nhóm đại hàng rồi họ ở đây và thậm chí nữa chúng tôi cũng được biết là con cái nhà đại gia sang đây cũng là đi cái diện vừa rồi đó ebfi dạ yeah. yeah. chữ e chữ b chữ 5, số yeah. 5. thế thì anh ta cũng có thẻ sánh cũng đi làm rồi đi qua đi lại, chưa kể những người sang bên này Lúc di trú còn chưa có thắt chặt Di trú ngoại kiều chưa thắt chặt Thì họ có những cái thẻ thẻ xanh Họ đi qua đi lại Họ có hai nơi cư trú Họ vừa về Việt dạ. Nam ở Mỹ dạ. Rồi mới đây nhất, cách đây 10 ngày Có cuộc bầu cử Ở địa phương chúng tôi, ở Houston dạ. Thì cũng có du học sinh Đứng trong một cái liên danh nhưng mà liên danh đó thất cử thì chúng tôi muốn đưa cái gì ra đối với quý vị để quý vị nghe là chúng tôi đã mắc mắt thấy, thấy tai nghe, nghe. Yeah. Yeah. thành ra chúng tôi muốn đưa như vậy thành thiên hình vạn trạng hiện bây giờ còn vấn đề đề phòng thì chúng ta làm sao phát hiện thì chúng ta thấy rõ ràng rồi nhưng mà đề phòng thì tôi có một câu hỏi thôi nhưng mà tôi không có câu vấn trả lời là liệu chúng ta có dám xâm nhập vào những tổ chức của Cộng sản mà chúng ta được biết không? Để chúng ta phanh phui ra được nhiều hơn. Còn cái chuyện mà có kết quả hay không á, thì tôi đoan chắc với quý vị là ngăn ngừa kết quả thì không có. Là vì lẽ chúng ta không có những dữ kiện cụ thể để mà làm cái gì cũng như ở đây cơ quan của an ninh hoa kỳ chỉ có bắt giữ khi nào cụ thể yeah. họ theo dõi rất nhiều năm họ không phải là họ không biết nhưng mà họ khi nào cụ thể lắm thì họ mới bắt giữ yeah. à. xin được cảm ơn ông nguyễn văn toàn đã dành thời gian cho quý vị chương trình rất là đặc biệt yeah. à, xin được cảm ơn ông yeah. À, kính thưa quý à, chương trình của chúng tôi và ông Nguyễn Văn Toàn đến đây xin được chấm à, dứt và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và ông Nguyễn Văn Toàn à, trong những cái chương trình kỳ tới à, những khi mà ông Toàn có cơ xã hội để mà đi về à, thăm lại vùng thủ đô hai thành đống à, một lần nữa à, xin được cảm ơn ông. Dạ à, vâng. À, chúng tôi cũng à, xin à, có lời à, cảm ơn anh à, đã cho tôi có cái dịp và nói chuyện về vấn đề này rất tiếc là chúng tôi chỉ tóm góp trong một khoảng thời gian ngắn ngắn chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã bỏ nhiều thời giờ lắng nghe chúng tôi nói lại những cái gì chúng tôi được hiểu biết trong vấn đề hạn hữu của chúng tôi. Xin hẹn lại quý vị lần sau.